Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Trà Thành. Hiện tại tôi đang ở ngã tư giữa đường Trần Hưng Đạo và Bùi Hữu Nghĩa ha. Hướng tay trái của mình nè là mình sẽ về chợ Bùi Hữu Nghĩa ha anh chị, và mình đi thẳng thì mình về lại cầu Nguyễn Tri Phương ở khu vực quận 5, quận 8 ha, quận 10 ha anh chị. Còn bên kia đường là mình về lại phường 3, quận 5 ha anh chị, đường Bùi Hữu Nghĩa ha, chợ Bùi Hữu Nghĩa ha. Và cái hướng thẳng này mình chạy về lại quận nhất, trung tâm quận nhất ha anh chị, giữa Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo ha. Thì hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản ở khu vực phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh mình ha. Ở căn nhà một trệt và hai lầu nha, sổ hồng riêng, hoàn công mua bán ký công chứng sang tên thôi. $2.580 triệu nha anh chị, 2.580 triệu ha, nằm gần chợ Bùi Hữu Nghĩa ha, nằm gần bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình, bệnh viện Nguyễn Trãi, ở giáp quận nhất, quận 3, quận 10 ha anh chị. Mình đi lại ở trung tâm đi lại rất là gần ha, nằm nút giao giữa bốn con đường ha, Quỳnh Mẫn Đạt, Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo ha anh chị. Đó, đây là Quỳnh Mẫn Đạt rồi, thì đối diện bên đây đường là đường bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình nha. Và đối diện của mình đó là một cây xăng ở Petrolimex nè, bên đây là Chấn Thương Chỉnh Hình nha anh chị. Đi thẳng luôn là Trần Hưng Đạo ha, góc ngã tư Lê Hồng Phong và Trần Hưng Đạo, còn và tới nữa là ngã tư giữa Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo, mình về quận nhất rồi đó. Ở căn nhà mình trong hẻm này ha, 718 đường sẹt 3 sẹt 5, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, phường 2, quận 5 ha. Rồi đi thẳng vào nhà luôn cho anh chị mình xem nha. Rồi giờ bây giờ Nhân đang đứng trước vị trí căn nhà mình ha anh chị. Ở căn nhà mình có địa chỉ là 718 nha, sẹt 3 sẹt 5, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đây hẻm trước nhà của mình đây ha. Hẻm trước nhà của mình đây. Xi măng sạch sẽ ha. Chung cư hiện hữu hết anh chị. Có sổ hồng riêng, hoàn công mua sang tên. Ủa, sổ hồng riêng hoàn công mua bán anh nha. Có chiều ngang của căn nhà mình ha là 3m3 ha, 3m3, và sâu vào phía trong của nhà mình á là 5m nha anh chị. Nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt, một lầu, một trệt và hai lầu ha anh chị. Lỗi chị, một trệt và hai lầu nha. Ban công ở trên mình lấn ra được khoảng 8 tấc nữa nha. Đó, nhà mới anh chị vào ở ngay ha. Hướng nhà của mình là hướng đông nha. Nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Ngôi nhà được bảo vệ với hai lớp cửa nha, một lớp cửa kéo bên ngoài không lá ha, và một lớp cửa trong là lớp cửa nhôm sifa kết hợp với kính cường lực nha. Có lắp rèm cho anh chị mình luôn. Mình ở trong nhà thì mình đóng cái cửa, mình mở cửa không lá, không lá vào cho nó thoáng ha anh chị. Đó, mở cửa không lá, đóng cửa không lá vào cho nó thoáng ha. Ở đây hẻm vào nhà của mình thì mình cách vào đây ra ngay chỗ cây xăng Petrolimex, ngay chỗ đối diện với bệnh viện Sùng Chinh nha, đối diện bệnh viện Sùng Chinh nha. Đó thì nhà mình cao ráo, cao hơn khoảng 2 tấc nha anh chị, có làm cái đổ để xe bằng đá qua cương cho anh chị mình luôn. Đó, khu dân cư hiện hữu hết ha. Ở bên trong thì chủ sử dụng tông màu và xài toàn bộ nha. Ốp gạch ngang cao lên tới 1m6 rồi. Đó. Sổ hồng riêng, hoàn công mua bán ký công chứng sang tên, nằm gần bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình ha. Quận 5, giáp quận 1. Mình đi lại 3, mình đi lại các quận ở rất là gần ha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng hướng đông ha, hẻm trước nhà của mình là gần 3m nha anh chị. Đó, nhà mình là hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, nằm ở phường 2. Gần. Ở đây thì mình đi mua sắm thì cũng rất là dễ dàng. Đó, ngay chỗ trung tâm mua sắm quần áo trên đường Nguyễn Trãi, của đoạn Nguyễn Trãi là bán quần áo hết. Đó, với chiều ngang là 3m3 và chiều cấu là một trệt và hai lầu ha. Sổ hồng hoàn công đầy đủ, mua bán thì ký công chứng sang tên. Nhà mới anh chị vào ở ngay ha. Đây không gian của bếp nè, bếp thì có cái kệ dưới, tủ bếp trên, mặt bếp sẽ đá hoa cương ha anh chị.
Anh chị mình quan tâm tới bước này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39. Kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành, hãy nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn và mua được bất động sản. Anh chị, phòng rửa ha, phòng rửa inox ở trên có làm chè để mình thờ luôn ha. Đó, thờ ông táo đây luôn. Đó, tủ bếp nhôm, tủ bếp nhôm nha. Mình ở dưới trệt có một nhà vệ sinh ở dưới trệt đó nha anh chị. Đó, mặt ngay chỗ này thì chủ cũng lót gạch cao tới trên. Ở trên thì mình cắt một tấm gỗ CNC. Đó, cửa là cửa dùng cửa lùa nha. Bên trong nhà vệ sinh thì chủ ốp gạch cao tới trên. Đó, các thiết bị trong nhà vệ sinh đầy đủ, có máy nóng lạnh cho anh chị mình luôn nha. Đó, cửa mình cửa lùa có dán kính mờ cho anh chị mình luôn ha. Đó, kéo rất là nhẹ nhàng. Khu dân cư hiện hữu hết anh. Đó, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, một trệt hai lầu. Pháp lý sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên. Nhà chính chủ ha anh chị. Giá là 2 tỷ 580 triệu nha anh chị. Còn thương lượng trực tiếp với chủ ha. Ở chỗ này mình có thể để những vật dụng cần thiết mình chưa sử dụng tới thì mình để ở đây. Khi nào mình cần mình lấy xuống ha. Mình sử dụng ha anh chị. Đó, một trệt và hai lầu ha. Mặt đi một đá hoa cương đen và tay vịn là tay vịn sắt ha. Đó, thang đi lên nằm ở cuối sân nhà mình ha. Ở trên không gian của tầng 1 thì chủ cũng mở cửa sổ. Cửa lớn anh chị, cửa sổ lớn bằng nhôm sifa kết hợp với kính, có lắp rèm cho anh chị mình luôn. Và ở trên thì chủ đóng la phong, giật tầng, xài đèn led hết ha anh chị. Đó, có lắp quạt cho phòng ngủ cho anh chị mình luôn nha. Và chiều ngang là 3m3 và chiều sâu giờ là 5m, nhà mình hướng chính là hướng đông ha anh chị. Khu dân cư hiện hữu hết, nằm gần bệnh viện Sùng Chính, chấn thương chỉnh hình đó. Bệnh viện chấn thương chỉnh hình ha, Sùng Chính. Một trệt và hai lầu. Nhà mới anh chị vào ở ngay. Đó, cầu thang mình đi lên nha. Đây là không gian tầng 2. Ở không gian tầng 2 này thì trần nhà cũng cao ráo nha. Đó, đóng la phong, xài đèn led, lắp quạt trên thị mình hết rồi. Có cửa sổ ha, cửa sổ là sử dụng cửa nhôm sifa, có lắp rèm. Cửa ra ngoài ban công là cửa nhôm sifa luôn, kính cường lực. Đó, nằm ở trung tâm quận 5, mình đi lại ở các quận ở trung tâm cũng rất là dễ dàng ha. À, giáp với quận 10, quận 3, quận nhất. Về chợ Bến Thành thì đi khoảng 3 phút anh chị. Đó, đây về chợ Bến Thành khoảng 3 phút. Đó, cửa nhôm sifa mở ra ha. Đó, trần nhà cao ráo ha, đóng la phong, xài đèn led hết. Khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Đó, anh chị mình thấy các căn nhà cao tầng, chung cư bên kia là chung cư Phan Nhân Trị ha. Đó, Phan Nhân Trị nha. Cái này là chung cư Ban Nhân Trị. Ban công là cao ráo, ban công ta vịn sắt ha. Cửa bên đây là cửa dùng cửa, cửa sổ là cửa dùng cửa nhôm sifa. Ở trên đây là máy đúc nha. Ở trên đây là máy đúc nè, có làm đèn đèn cho ngoài ban công cho anh chị mình luôn. Một trệt và hai lầu nha. Ở đây ống ống nhựa nha, chủ tỉ mỉ cũng làm ống nhựa luôn nè. Ở ngoài sau lưng căn nhà này là mặt tiền đường Trần Hưng Đạo ha anh chị. Đó, sau lưng mình chỉ sau lưng căn mặt tiền thôi. Đó, nhưng xin nhắc lại cái địa chỉ của căn nhà mình ha, là 718/3/5 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện bệnh viện chấn thương chỉnh hình ha. Thế căn nhà một trệt và hai lầu. Với kích thước nghe đó là 3m3 ha anh chị. Ngang là 3m3 và chiều sâu vào là 5m. Nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt và hai lầu. Hướng nhà của mình là hướng đông. Và hẻm trước nhà của mình á, là hẻm gần 3m nha. Khu dân cư hiện hữu, sổ hồng riêng, hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 2 tỷ 350 triệu đồng nha.
xin lỗi anh chị là 2 tỷ 580 triệu đồng nha, 2 tỷ 580 triệu đồng, còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Sổ hồng riêng, hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân để xem bất động sản này, nếu thấy phù hợp thì Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ để làm việc về giá ha. Nhà ở trung tâm quận 5 nha. Hẹn trước nhà của mình ha. Anh chị và các bạn vừa xem xong video review bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất động sản Xe Thành. Nhân vừa review cho anh chị một căn nhà ở địa chỉ là 718/3/5 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện với bệnh viện Sùng Chấn Thương Chỉnh Hình ha. Căn nhà mình có kích thước ngang là 3m3 và chiều sâu vào là 5m. Nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt và hai lầu ha anh chị. Pháp lý là sổ hồng riêng, hoàn công, mua bán thì ký công chứng sang tên. Hướng nhà của mình là hướng đông ha. Nhà nằm gần bệnh viện Sùng Chinh, bệnh viện Nguyễn Trãi, nằm gần chợ Bùi Hữu Nghĩa ha anh chị. Ở quận 5, mình đi lại thuận tiện các quận như quận 3, quận 10, quận Nhất ha, rất là gần luôn. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán thì mình ký công chứng sang tên thôi. Hẹn trước nhà của mình là gần 3m ha anh chị. Và hướng nhà của mình là hướng đông nha. Giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 2 tỷ 580 triệu nha chị, còn thương lượng trực tiếp với chủ. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân để Nhân hỗ trợ mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha. Anh chị có bạn bè người thân cần mua bất động sản ở trung tâm quận 5 có giá dưới 2 tỷ 580 triệu thì hãy chia sẻ để bạn bè người thân của mình có thể mua được căn nhà ưng ý nhất và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất anh chị. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quen nhà lần sau.